trường du lịch tại Kiên Giang ghi nhận số lượng khách giảm mạnh trong dịp lễ vừa qua. Cùng tìm hiểu nguyên nhân trong bản tin chiều nay. Cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực và làm hài lòng người dân. Câu chuyện ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Cắt giảm số lượng paracetamol được bán ra thị trường. Nỗ lực của chính phủ Australia nhằm giảm thiểu việc sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Mạnh dạn thay đổi tư duy với lối đi riêng, một nhà nông tỉnh Sóc Trăng đã thành công với loài sen trắng. Bây giờ là tin chi tiết. Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua được xem là cơ hội vàng cho ngành du lịch. Thống kê cho thấy chỉ trong 5 ngày của dịp lễ, cả nước đón hơn 7 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó thì lượng khách đến tỉnh Kiên Giang là giảm mạnh, dù nơi đây được mệnh danh là thiên đường du lịch với các điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Sơn. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, tổng lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 264.938 lượt khách, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng thành phố Phú Quốc đón 112.635 lượt khách, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 132,5 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đánh giá công suất phòng lưu trú bình quân trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt khoảng hơn 52%. Phân khúc cơ sở lưu trú hạng 4 đến 5 sao, trung bình chỉ đạt từ 65 đến 70%. Khi xem những con số vừa rồi thì chắc là nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên khi mà lượng khách du lịch đến Phú Quốc lại giảm mạnh đến như vậy. Bởi nơi đây có rất nhiều bãi biển đẹp như là bãi Rạch Dẹm, bãi Gành Dầu, bãi Dài và các khu vui chơi mang tầm cỡ thế giới. Khi mà bàn luận về vấn đề này thì trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã cho rằng khách du lịch khi mở đến với Phú Quốc trong dịp lễ vừa qua thấp là do dịch vụ đắt đỏ, thậm chí có trường hợp là khách ăn uống bị lấy giá cao gấp 2 đến 3 lần so với những nơi khác. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với ông Quỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết nguyên nhân vì sao mà lượng khách đến với địa phương trong dịp lễ vừa qua lại giảm so với thời gian trước đây ạ? Cái dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay thì cái lượng khách đến Phú Quốc không như kỳ vọng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm rồi. Nguyên nhân chính là cái giá vé máy bay, cái chặng đến Phú Quốc, cụ thể là từ Hà Nội đến Phú Quốc, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc là có tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên là cái giá vé này có giảm, nhưng mà giảm vào cái thời điểm là cuối tháng 4. Trong khi đó là các tour tuyến rồi những cái người đi du lịch người ta đặt tour đặt tuyến hết rồi, cho nên là cái lượng khách đến Phú Quốc là giảm so với cùng kỳ. Không chỉ giá vé máy bay thôi đâu mà có nhiều du khách cũng có ý kiến cho rằng là giá cả tại địa phương mình cũng cao hơn so với một số địa phương khác, thậm chí là có thời điểm cao gấp 2 đến 3 lần so với bình thường. Nhiều du khách để chia sẻ là họ sẽ đến Phú Quốc một lần thôi mà sẽ không quay trở lại nữa đâu. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Qua một số cái thông tin là Phú Quốc có cái giá cao 2 đến 3 lần. Đây là thông tin chưa chính xác. Bởi vì chúng tôi có đường dây nóng từ xã, phường cho đến các phòng ban chuyên môn. Và chúng tôi cũng không nhận được một cái phản ánh nào từ những cái khách du lịch đến các đường dây nóng. Do đó là cái việc quản lý giá và bán đúng theo giá niêm yết trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt cái dịp lễ là có thể nói là khá ổn định đối với Phú Quốc. Mùa du lịch hè thì cũng đã cận kề rồi. Vậy thì địa phương sẽ có những giải pháp như thế nào để thu hút du khách trở lại ạ? Chúng tôi cũng sẽ có một cái cuộc làm việc với các hãng hàng không tại Phú Quốc cũng như một số các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như lữ hành để tìm những cái giải pháp hợp lý để làm sao đó đảm bảo cái giá các chặng như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc hợp lý nhất để làm sao đó cho khách du lịch tiếp tục đến Phú Quốc đông hơn, nhiều hơn. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi và mong rằng những giải pháp này sẽ sớm được triển khai để thu hút du khách trở lại. Bên cạnh nguồn thu thì đó còn là hình ảnh, là thương hiệu của du lịch đảo Ngọc.
Dạ vâng, chỉ khi nào chính quyền địa phương có vào cuộc, có lắng nghe, có chia sẻ thì những vấn đề khó mới được giải quyết. Tiêu biểu như mô hình chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ nhân dân đã và đang được triển khai, được người dân đồng tình ủng hộ, từ đó hướng dần tới mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì Đồng Tháp là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng chính quyền phục vụ. Từ đầu năm thì một mô hình mới được gọi là không gian hành chính phục vụ đã được triển khai tại địa phương này, bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Hôm nay, ông Mum đến Trung tâm Kiểm soát Thủ tục Hành chính và Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp làm thủ tục cấp lại bằng lái. Trong thời gian chờ đến lượt, ông được lãnh đạo trung tâm mời đến dùng nước và trò chuyện, giải đáp các thắc mắc. Thôi lúc là chưa vào thì không biết mình vô mà làm như thế nào, nhưng mà thấy đi vô thì công việc là nhân viên rồi tiếp xúc niềm nở rồi làm việc rất là chu đáo, rồi trà nước thấy là rất quá ok. Quay nước miễn phí, mạng, máy tính bảng, máy tính, máy in, máy photocopy. Nhân viên hướng dẫn luôn túc trực, hỗ trợ để phục vụ người dân sử dụng khi cần. Lãnh đạo trung tâm trực tiếp đón tiếp và trò chuyện cùng người dân định kỳ vào sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Các ngày khác đều có chuyên viên phụ trách. Đó là những tiện ích của không gian hành chính phục vụ. Đồng Tháp cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này. Rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cũng nghe ý kiến của cái người dân. Mọi thứ nó đều rất là thoải mái cho cái người dân tới làm thủ tục. Một điểm đặc biệt nữa trong mô hình không gian hành chính phục vụ là sau khi được giải quyết các thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp còn được chăm sóc khách hàng qua tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Những ý kiến hài lòng hay không hài lòng về thái độ phục vụ của công chức viên chức đều được ghi nhận và giải quyết. Hàng ngày, điện thoại viên sẽ gọi ra để hỏi thăm người dân mình trong quá trình mình thực hiện thủ tục hành chính có gặp khó khăn trở ngại gì hay không, để từ đó mình tiếp nhận những cái thông tin phản ánh kiến nghị của người dân. Mô hình không gian hành chính phục vụ tại Trung tâm Kiểm soát Hành chính phục vụ công tỉnh Đồng Tháp nhằm để hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân, có những cái trải nghiệm thân thiện, có những trải nghiệm nó nhẹ nhàng, nó vui tươi, nó gần gũi khi thực hiện các thủ tục chính tại Trung tâm Hành chính của tỉnh. Với không gian hành chính phục vụ, giờ đây đa phần người dân Đồng Tháp không còn sợ khi đến làm các thủ tục giấy tờ theo kiểu hành là chính. Thay vào đó là sự niềm nở đón tiếp và giải quyết thủ tục nhanh nhất có thể để giúp người dân tiết kiệm thời gian. Chính quyền phục vụ không chỉ hướng đến người dân mà còn hướng đến doanh nghiệp. Với định hướng đó, mô hình cà phê doanh nghiệp, điểm hẹn cà phê doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khởi xướng và thực hiện đều đặn trong nhiều năm qua. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành liên quan thường xuyên xuống cơ sở hơn để gặp gỡ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp tại các điểm cà phê doanh nghiệp như thế này, để từ đó nắm bắt sâu sắc hơn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Có nơi, mô hình này được tổ chức ngay tại các khu công nghiệp. Một buổi sáng tại quán cà phê nằm trong khuôn viên khu công nghiệp Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh. Nơi đây một lần nữa được đón tiếp những vị khách đặc biệt. Khách vào quán là lãnh đạo các sở ngành, giám đốc các doanh nghiệp và có cả chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Lãnh đạo tỉnh gợi mở từng doanh nhân có vấn đề gì khó khăn vướng mắt thì vừa uống cà phê, vừa chia sẻ, nhất là những vấn đề cần đề xuất tháo gỡ. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp trình bày những bức xúc, những khó khăn cản trở sự phát triển. Tôi cũng đề nghị các ngành phải có cái trách nhiệm là tiếp thu giải quyết đối với những cái việc mà các doanh nghiệp hôm nay phản ảnh để làm sao giải quyết dứt điểm nha. Như lần sau, đến lần sau mà chúng ta gặp cà phê nữa thì những kết quả này phải có trả lời và giải quyết được xong. Nếu nào không trên nguyên tắc nào mà các ngành thấy khó thì phản ảnh về ủy ban, thì để trên tinh thần đó thống nhất thì ủy ban sẽ trả lời cuối cùng vấn đề này để chia sẻ. Từ mô hình này đã có hàng trăm doanh nghiệp đến gặp lãnh đạo tỉnh góp ý, hiến kế giúp địa phương phát triển. Nhiều vụ việc doanh nghiệp nêu được giải quyết nhanh chóng. Nhiều địa phương khác cũng áp dụng theo. Sự thân thiện cởi mở của chính quyền đã phần nào tạo được niềm tin, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư an tâm sản xuất, kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp đứng thứ 5 cả nước và có 15 năm liên tục nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất. So với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu khu vực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chính quyền tỉnh Đồng Tháp xác định rõ lấy con người làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo
và tập trung chuyển đổi xây dựng chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Chuyển từ cái chính quyền mệnh lệnh hành chính sang một cái chính quyền phục vụ đối với nhân dân và doanh nghiệp. Chúng tôi lấy đối tượng là nhân dân, là con người để phục vụ, để và thực hiện ngày càng tốt hơn. Trong thời gian qua thì đối với góc độ đó, chúng tôi đã chọn những cái mô hình giả sử như cải cách hành chính là một trong mũi đột phá. Và những cái vấn đề đặc biệt nhất trước quan hệ đối với dân thì chúng tôi sẽ thực hiện trước. Chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra, thường xuyên đi giám sát và cải cách những cái cách làm sao cho cái việc cải cách hành chính đối với người dân là được sự hài lòng là tốt nhất. Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi luôn chắc chiêu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư của Đồng Tháp hoặc là khởi nghiệp của Đồng Tháp là luôn có sự phát triển được cái thành công và hiệu quả. Chúng tôi coi cái tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là tự tháo gỡ khó khăn cho chính hệ thống chính trị của mình. Chúng tôi đã xây dựng được một cái văn hóa của con người Đồng Tháp, đất Sen Hồng. Đó là con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo, luôn là tạo điều kiện và thân chủ động để mời gọi các nhà đầu tư và luôn lấy cái hiệu quả của nhà đầu tư, đó là thước đo đối với góc độ lãnh đạo của mình. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hơn 100 bác sĩ chờ điều dưỡng tại các bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long được tập huấn kỹ năng xử lý cấp cứu đột quỵ. Chương trình do Hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ trong lĩnh vực đột quỵ đã chia sẻ nhiều phương pháp điều trị mới nhằm giảm nguy cơ tử vong và các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận quy trình xử lý đột quỵ cấp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ qua mô phỏng tại chỗ. Trong phần thực hành, các học viên sẽ thể hiện quy trình xử lý cấp cứu đột quỵ tại đơn vị mình công tác. Thực tập điều trị trên các ca bệnh lâm sàng giả định dưới sự nhận xét góp ý của các chuyên gia đột quỵ. Đây là hoạt động thường niên của Hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh nhằm huấn luyện kỹ năng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế tại các bệnh viện có triển khai điều trị đột quỵ ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu là từng bước nâng cao chất lượng trong điều trị đột quỵ. Cùng với đột quỵ thì tự kỷ cũng là một nỗi lo. Đây là một nhóm những rối loạn phức tạp của phát triển não bộ. Những người tự kỷ có thể gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp. Tin vui là mới đây tại Cần Thơ giờ có một phòng khám tư vấn dành riêng cho trẻ tự kỷ. Phòng khám thuộc khoa nhi bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao sẽ giúp cho quý gia đình chẩn đoán chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ, đề ra mục tiêu can thiệp sớm và dài hạn cho trẻ, đồng hành tư vấn và điều trị một một cho những gia đình có nhu cầu. Các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám tự kỷ, theo dõi thấy trẻ có một số dấu hiệu bất thường như giảm sự chú ý, dấu hiệu mắt bị vô thần, không chia sẻ về nụ cười, dệt nói. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa phát hiện một đối tượng đang tạm trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, có biểu hiện là chứa chất ma túy. Cơ sở này đang bày bán trên 1.400 cây thuốc lá điện tử, bao gồm 11 loại khác nhau. Qua test nhanh, phát hiện 805 cây dương tính với chất ma túy ketamine. Trước đó, Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương và các bộ ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa. Trước những nguy hại và cả những biến tướng khó lường của thuốc lá điện tử, đại diện Bộ Y tế vừa cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cấm thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cảnh báo thuốc lá điện tử gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự như thuốc lá điếu thông thường. Đáng báo động là gần đây người sử dụng thuốc lá điện tử có mối quan hệ mật thiết với các chất gây nghiện. Do đó, ngoài đề xuất cấm thuốc lá điện tử, Bộ Y tế còn đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm có biện pháp xử lý hình sự tăng nặng đối với các đối tượng cố ý gây ra những tác hại đối với sức khỏe của cộng đồng liên quan đến thuốc lá điện tử. Chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự. 7 bị can trong vụ án giết người xảy ra vào cuối tháng 4 vừa qua vừa bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam. Theo kết quả điều tra, thì khoảng 3 tháng trước, Bùi Tấn Đạt, ngụ huyện Bình Đại cho Nguyễn Tiền Giang tạm ứng trước số tiền công là 12.500.000 đồng để đi biển. Tuy nhiên, Giang không đi làm như đã hẹn mà làm việc cho một chủ tàu khác. Do mâu thuẫn tiền bạc, ngày 29 tháng 4 vừa qua, trong lúc nhậu say, Giang cùng 6 bị can khác đã mang theo hung khí tự chế đến nhà chém Đạt. Hậu quả là nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Minh, nguyên thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng Long Bình thuộc thành phố Trà Vinh. Cơ quan điều tra còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Minh Liệt, Đồng Minh Toàn và Phan Thị Ngọc Dệ. Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng, từ năm 2016-2017, Minh cùng các bị can đã ký cho vay trái với quy định 10 hồ sơ. Hậu quả là gây thiệt hại tổng số tiền trên 6 tỷ 700 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, xử lý theo quy định. Khi di chuyển trên đường, không chỉ tuân thủ giao thông mà còn phải có văn hóa giao thông nữa. Thế nhưng vẫn có những người, mặc dù đang cầm lái, tức là cầm trong tay tính mạng của nhiều người khác, nhưng lại rất thiếu ý thức trong việc chấp hành luật. Lấn sang một phần của chiều đường ngược lại, chen lên các xe khác không phải để vượt qua. Người lái xe khách trong hình có cách ứng xử khá lạ lùng khi đối đầu với chiếc xe tải có gắn camera hành trình, rồi sau đó thản nhiên xuống xe, đi vào bên đường, bỏ mặc lái xe, hành khách và các xe khác không thể di chuyển. Đang là giữa đường giao thông, nhưng như thể đây là bãi đổ xe, để rồi lái xe dừng lại, làm việc riêng, không quan tâm đến xung quanh. Cách ứng xử với giao thông này không thể được xem là của một lái xe khách, bởi không chỉ gây ùn tắc mà còn hành trình là thời gian của nhiều người khác. Nhiều xe khác đang phụ thuộc vào thái độ của một người, lẽ ra không nên cầm lái phương tiện ra được như thế này. Thưa khán giả, Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, trái sầu riêng Ri 6, đặc sản của Việt Nam, lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh. Theo đó, thì lô hàng 5 tấn sầu riêng Ri 6 của Việt Nam do công ty TT Meridian Limited của Anh nhập khẩu chính ngạch đã được thông quan vào ngày 4 tháng 5 và phân phối đến các siêu thị tại Anh. Với chất lượng vượt trội cộng với ưu đãi miễn thuế nhập khẩu vào Anh nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh đã giúp cho trái sầu riêng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại thị trường tiềm năng này. Những sầu riêng có mặt tại thị trường Anh cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trái cây Việt Nam do đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất Global Gap. Có mã số vùng trồng thì nông sản của các hợp tác xã sẽ dễ dàng xuất khẩu đi các nước. Tuy nhiên, để được cấp mã số vùng trồng thì cần phải qua nhiều khâu thủ tục. Đây không phải là điều dễ dàng đối với bà con nông dân. Nắm được tâm lý này, một số đối tượng đã đứng ra nhận làm dịch vụ cấp mã số vùng trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Cái đơn vị phân phối. Thủ đoạn của nhóm này là dùng mã số vùng trồng đã được cấp nhượng quyền cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã khác có nhu cầu. Tình trạng này đã xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm nay, một doanh nghiệp ngoài tỉnh đã trực tiếp đến các nhà vườn đã được cấp mã số vùng trồng trên cây nhãn để thảo luận với lãnh đạo hợp tác xã, thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm, rồi dịnh vào cớ đó để thực hiện trao đổi mua bán mã số vùng trồng. Đến kiểm tra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng phát hiện chưa tới mùa nhãn, nhưng doanh nghiệp lại có sản phẩm từ mã số vùng trồng của tỉnh để xuất khẩu với sản lượng lên tới 18 tấn. Thực tế, lô nhãn này được lấy từ nơi khác và có sinh vật gây hại. Nếu xuất khẩu trót lọt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, cấp mã số vùng trồng của địa phương, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản Việt Nam. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Trong những năm qua, nông dân Sóc Trăng đã mạnh dạn đầu tư trồng sen. Ngoài trồng sen để lấy gương, lấy củ hay là lấy ngó thì mới đây một nông dân ở ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú đã chọn hướng đi mới là trồng loại sen để lấy bông kết hợp với mô hình đa canh. Nông dân Nguyễn Văn Mỹ đã thu đạt hiệu quả cao từ mô hình kinh tế tiên phong này. Trên diện tích lúa hơn 1 hectare năm nào, giờ đây là cánh đồng sen đang trổ hoa rực rỡ, có tầng cánh dày và hương thơm dịu nhẹ. Với sự nhạy bén và ham học hỏi, cùng với sự hỗ trợ của ngành chức năng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Mỹ đã trồng thành công loại sen trắng, mọi người còn gọi là sen Thái hay sen Quan Âm. Với đặc điểm nổi bật là có nhiều cánh nhỏ li ti bên trong, qua khi nở ra rất nhiều cánh và đẹp nên thị trường tiêu thụ khá dễ dàng. Đất này thì nó bằng cây lúa thì tôi thấy nó không có phát triển. Rồi nhờ là phòng nông nghiệp huyện Mỹ Tú và hội nông dân huyện Mỹ Tú với hội nông dân xã Mỹ Thuận rồi kết hợp và hỗ trợ cho tôi được 50% trồng cây sen này. Theo ông Mỹ, trồng sen lấy bông khá dễ, không phải chăm sóc nhiều nhưng phải nắm vững kỹ thuật để bông to tròn đạt chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.
đồng thời khâu bảo quản sen sau thu hoạch và vận chuyển cũng phải cần lưu ý. Sau hơn 2 năm, hiện nay ông có được thị trường tiêu thụ khá rộng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến miền Đông Nam Bộ. Theo đó, lúc cao điểm, mỗi ngày ông thu hoạch khoảng 1.200 đến 1.400 bông với giá bán bình quân mỗi bông khoảng 7.000 đồng. Nhờ đó cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định, xóa tan sự hoài nghi của nhiều người khi mang cây sen lấy bông bén rễ trên đồng đất quê hương. Một ngày ở trên shop nó đặt hàng mình thì mình đốn rồi mình giao. Cây sen này thì lâu dài tôi sẽ gắn bó với nó rồi. Trên diện tích 4 hectare đất canh tác, ông còn dành hơn 1 hectare trồng 10.000 cây cảnh để cung cấp cho thị trường với giá bán dao động từ 400.000 đến 2 triệu đồng một cây. Ông còn kết hợp nuôi bò sinh sản và nuôi dê với tổng đàn hơn 20 con. Hiện nay thì ảnh là thì nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của xã. Nói chung là ảnh cũng nhiệt tình lắm, anh em nào đến thì học hỏi kinh nghiệm ảnh đều nhiệt tình, cố gắng. Cũng giúp cho địa phương được khoảng 10 công nhân là đấy làm thu nhập hàng tháng thì cũng tạm ổn cho gia đình. Chọn hướng đi hợp lý, ông Nguyễn Văn Mỹ đang từng bước làm giàu trên đồng đất quê hương. Nhân rộng điển hình từ tư duy sản xuất nhạy bén của ông còn thiết thực góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, mau chóng bắt nhịp với xu thế hội nhập. Những thông tin chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng sẽ có ngay sau đây. Mời anh Công Khoa. Cảm ơn chị Thiên Nhi. Thưa khán giả, sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm. Dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Hà Nội đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút FDI, đứng thứ 3 cả nước về chỉ số PAR Index. Năm 2022, GRDP đạt bình quân gần 142 triệu đồng trên một người, tăng hơn 18 triệu đồng so với năm 2020. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao thành phố Hà Nội hơn 2 năm qua, đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong bối cảnh rất khó khăn để đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển văn hóa, thúc đẩy hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng lớn vào GDP và thu ngân sách cho đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục chú trọng vào ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, hợp tác công tư, chú trọng công tác quy hoạch và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đi đôi với làm tốt bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ngô Quyền. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu đất nước đạt được. Hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống cấp bách. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi và một số giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng tình với các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng trước rất nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Cân đối vĩ mô được giữ vững là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công khai. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử địa phương ngày càng đổi mới theo hướng dân chủ, tăng tính pháp quyền và linh hoạt hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh, Ngô Chí Cường cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại và tiếp xúc với trên 200 công nhân lao động trên địa bàn. Tại buổi gặp gỡ, công nhân lao động nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động. Trong đó có kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tăng lương tối thiểu vùng, xem xét giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn vay để mua nhà ở xã hội và phát triển kinh tế gia đình và nhiều vấn đề dân sinh khác. Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho rằng các ý kiến của công nhân lao động rất thẳng thắn, thiết thực,
đề nghị văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. Còn Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu giải quyết những kiến nghị của người lao động thuộc thẩm quyền.